Rồi đen về nha anh em. Đây. Đen 45678 cho anh em nha anh em. Đây. Đèn lớn đẹp quá đẹp nha anh em ơi. Đó, đèn đèn bè miền Tây nha anh em. Đó. Ba khoang. Đó, chầm cho anh em ba khoang 100 kg 100 con tha hồ bắt nha anh em. Đó, 45678 nha anh em. Rồi, bắt lên cho em một con em chụp hình em. Chầm đen nha anh em ơi. Rồi. Mình chơi gì ghi sổ với ấy đi gì. Đó. Nay về đen cho anh em nha anh em ơi. Cứ cả bao nhiêu ghi bấy nhiêu thôi. Anh trừ bì hết rồi đó. Đó, anh em ghé Hồ Câu Ngọc Tâm nha anh em. Quá xà. Đó, cứ lần 5 con nha anh em. Cá quá cá anh em ơi. Đó, Hồ Câu Ngọc Tâm nha anh em ơi. Đó, nay châm trước cho anh em 100 con rồi mai về thêm 400 kg nha anh em. Xà. Quá đã anh em ơi. Cứ lần 5 con cho anh em bắt nha. Quá đã. Rồi 5 con 25 kg luôn anh em. Quá về. Cái xe rùa đó rồi. Nâng. Ủa có mình em hả? Rồi ghé Ngọc Tâm nha anh em ơi. Nay châm đen cho anh em chơi nha. Cả đàn lên rất là mạnh nhưng mà vẫn châm thêm cho anh em nha anh em. Anh em coi live stream nha anh em. Quá đã anh em. Đen nè anh em ơi. Nè. Đen quá vậy đã anh em. Nè. Bành kia anh em. To bành anh em nha. Bây giờ lên rồi anh ơi. Nè anh em. Chết bây giờ mua nó quá đã anh em. Nè. Rồi anh em ghé Ngọc Tâm em xanh đen nha anh em. Nay về trước cho anh em 100 em. Mai mình về thêm 400 kg cá size nhỏ nữa nha anh em. Nay về size 45678 nha anh em. Đó, nay châm hàng 45678 cho anh chép em trước đây anh em. Nè. Cá quá đẹp anh em ơi. Cá như ngọc trinh luôn anh em. Đó, châm cơ lần 5 con lần 5 con nha anh em. Đó, trời ơi cá nó đẹp. Đó. Nè anh em. Mai mình sẽ châm hàng nhỏ cho anh em nhé. Vâng, để cho anh em kiếm cá anh em ơi. Cá quá đẹp anh em. Rồi ghé Ngọc Tâm nha anh em ơi. Nay châm 100 em. Mai mình châm thêm 400 kg nữa anh em. Là tổng nè anh em. Cá sai nè. Trời, quá bự anh em ơi. Hàng này thì thôi chứ đẹp như ngọc trinh luôn anh em. Còn nhớt đầy đủ luôn nha anh em. Nè. 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 Nè anh em. Nè. Nè. Trời ơi nó bự bánh kỳ luôn anh em. Đó, giá thì vẫn 250 thôi nha anh em. 250 4 tiếng thôi nha anh em. Xa. Quá đã quá đẹp luôn anh em. Chầm hết vô luôn nha anh em. Đó. Đây anh em. Rồi nay hồ tạp lên đều nha anh em. Sáng giờ livestream đồ cá chép vẫn lên quá trời nha anh em. Anh xuất có 250 rồi hả? Hả? Xuất có 250 rồi. Cái gì 250 gì? Xuất 250 rồi. Ờ xuất 250 rồi. Xuất câu 250 thôi.
xuất câu chấm đen là có 250 anh em. Đây anh em. Đang đưa đá mà lỏng. Đó đi hàng đá hết nha anh em. Hello anh Dự nha. Em nay về thêm 100 con đen nữa. Bỏ riêng con nó ra vào góc cho nó oxy đi anh. Không phải đâu, đưa đá thôi, không sao đâu. Anh cứ bỏ riêng con đó ra ra góc ra bể cuối đi. Đỡ mất công. Hả? Cuối có cá mà. Vậy hả? Thì bỏ ra nó có oxy chứ bây giờ thả xuống nó không có oxy đâu. Cái oxy mà anh đâu? Đâu, em bật quạt thôi mà. Thả con đó ấy đi, đỡ mất công. Ừ. Đó. Đó nha anh em. Hello anh Thuận Huyền nha, anh này chăm chăm con nha anh em ơi. Nay chăm chăm con, mai về thêm 400kg sai nhỏ nữa nha anh em. Đây nay về sai 45678 cho anh em nè. Đó. Đây anh em, cá quá đẹp, đẹp như ngọc trinh luôn anh em. Đó. Cá yếu là mình thả lại nha anh em. Thả lại để mình thả cá khỏe cho anh em xuống là nó dứt luôn nha anh em. Đó. Sợ. Đúng cái máy này oxy nó êm nè. Mỗi lần thả cái oxy. Đây anh em. Trời ơi nó đẹp. Quá đẹp luôn anh em. Đó. Đây mình thả trực tiếp xuống hồ luôn nha anh em. Đây. Thả trực tiếp xuống hồ cho anh em luôn nha. Cá quá trời cá anh em ơi. Cá chim chê đầy đủ nha anh em. Hồ có lóc luôn nha anh em. Có hồ chuyên phi, có hồ rô đồng nha anh em. Rô đồng với lóc và hồ chuyên phi nha anh em. Đây cá chim chê bên này nha anh em ơi. Đó, hello anh Ngọc Đông nha. Ủa Nghĩa. Nó có chạy ngược xuống đó không ta? Để anh hỏi coi rảnh nó mạnh chưa? Dạ ok, cảm ơn anh Ngọc Đông nha. Hiện tại cái này để em nhắc nhở anh em làm kỹ anh nha. Ngày nào em cũng nhắc hết anh. Để em xử lý lại nha. Cảm ơn anh góp ý nha. Rồi, cảm ơn anh Ngọc Đông nhiều nha. Đây anh em anh Tài để ý này. Anh em nói hồ để dơ quá. Cá chết thúi lên. Có gì anh em để ý người ta góp ý mình làm sạch sẽ lại nha. Đó, chầm đổ thẳng xuống hồ cho anh em luôn nha anh em ơi. Đây là mình đổ thẳng xuống luôn cho anh em chơi nha. Đây cá quá bự anh em. Đây nước ok này cho đầy là sâu khoảng 2 mét nha anh em. Nước đầy này là khoảng 2 mét. Mét 8, 2 mét là dư sức câu nha anh em. Đó, nay về đen nha anh em ơi. Đó, nay về đen cho anh em nha. Anh em coi tranh thủ ghé bắt nha anh em. Cá quá trời cá, à quên ra. Ủa còn cá không sao, em có giao cho Nghĩa không? Nghĩa nó hỏi nè. Đó, anh em vô chơi nha anh em. Dạ ok anh Ngọc Đông ơi. Thì cái vấn đề đó anh thấy bây giờ bên em bắt nhân viên là làm sạch sẽ lại hết rồi đây anh. Đây đang cố gắng khắc phục này anh, nước này anh thấy nước nó đỡ đục hơn, nó ok rồi này anh. Nước này đẹp rồi đó. Tại bây giờ em làm nước ra nước tuần hoàn luôn đó anh. Đó, nước ok cho anh em chơi nhá. Đó. Đây cứ châm đèn. Ủa nay có về cho Nghĩa không? Nó kêu còn đen bắt cho nó 20 con nè. Qua đến nó rồi. Nghĩa ơi, không báo sớm qua chuyến qua đường luôn rồi.
tịch hay báo giờ cuối quá. Không à, báo giờ cuối không ấy rồi. Đây anh em. Đó cho anh em coi cá sai cá ok nha anh em. Nè. Nè. Cá sai quá ok nha anh em ơi. Cá này bao bao kéo nha anh em. Sai nó nói chung là cũng không lớn nhưng mà cá nhỏ nó dễ ăn nha anh em. Cá càng lớn nó càng khôn càng khó câu nha anh em. Đó. Còn 5 con rồi đó, 5 con rồi đó. Càng lớn càng khó câu nha anh em. Đó, cứ nhỏ nhỏ dễ chơi nha anh em. Rồi. Nhớ cái đợt đầu thả không? Đi vậy á. Đi chơi ngoài á. Ừ. Đó, mà. Chắc không? Mai về thêm mấy trăm mai còn về thêm mấy trăm ký nữa. Đây anh em, nè, cái lưng bằng ký luôn nè anh em. Nè. Đó, anh em thấy hàng không? Cái bàn tay của mình bằng cái đuôi nó thôi anh em. Nè. Đó anh em. Nói chứ thiệt không mình là mình không có ham to ham số lượng thôi. Càng khôn càng khó ăn. Thả to vô cho anh em ạ. À. Đó, bây giờ tôi châm cho anh em đó. Đó. Châm cho anh em gạt nước ra, gạt cá ra vớt nước, múc nước cho anh em. Đó nè anh em. Đó. Dạ ok, cảm ơn anh Ngọc Đông góp ý nha anh ơi. Em có thả cá lóc vô á. Ý là giờ thả cá chép cứ thả xuống là nó có cá con á. Cái đó là không khắc phục được. Có kéo đi nó cũng đè lại. Thì đó, nó kéo đi nó lại đè lại cho nên nó rất là khó. Hello anh Đình Văn nha. Đó. Đây nha anh em, hàng đen về cho anh em nha em. Anh em thích xanh đen thì vô em bắt cá nha anh em. Hàng 4, 5, 6, 7, 8 nay cho 100 con cho anh em chơi nè anh em. Đó. Đen đẹp như ngọc trinh nè anh em. Đó. Hàng 5 kg, 6 kg. Nè. Này chắc 3, 4 kg. Đây anh em. Nè. Đó quá đẹp anh em ơi. Sao mà không dám anh Đình Văn ơi. Cứ chào tẹt ga đây chứ. Sợ chào vô em gõ đầu hả? À? Cứ vô câu bắt tự nhiên nha anh em. Đó, cá bây giờ châm kín cá luôn nha anh em. Bây giờ mình phải gạt cá ra múc nước nha anh em. Đó, nè anh em. Hàng 7, hàng 8 đầy đủ cho anh em nha anh em. Nay về cái hàng này xong mai về thêm 400 kg hàng size nhỏ cho anh em chơi luôn nha. Ok anh Đình Văn ơi. Cứ mang hồ, mang đồ câu, anh khỏi cần mang giường, anh chỉ cần mang đồ câu thôi nha. Còn không anh chỉ cần mang tiền thôi nha, ở đây là có đầy đủ giường chiếu cho anh em nằm ngủ luôn. Đó, vợ quấn vợ chửi đó, câu 24 trên 24 cho anh em luôn nha anh em ơi. Đó, vợ chửi vợ quấn thì cứ giả bộ giận sách đồ câu qua hồ em nha anh em ơi. Ừ, còn không nhớ anh trộm ít tiền qua em nha, không cần sách luôn. Đó. Câu 24 trên 24 bao câu cho anh em luôn nha anh em. Quá đã nha anh em ơi. Đây nha anh em. Đó. Bắt xả láng nha anh em luôn. Hồ đài này sao vắng quá anh em ơi. Ngày nào cũng có show hết trơn ở nay tự nhiên vắng tanh rồi ta. Anh em ghé bắt cá nha. Quá trời cá đây rồi, không thấy anh em đâu nha anh em. Đang kiếm thêm mớ chép giòi về cho anh em chơi nữa. Đó. Dạ có anh Đông ơi, em mới châm tuần trước à. Đông chép em mới châm tuần trước đó anh Đông. Đây, châm đổ thẳng xuống cho anh em luôn nha anh em. Đợt sau em về thêm chắc mai luôn á. Em về thêm 400 kg đen nha anh em. 400 kg đen size nhỏ cho nên mình không tính con anh em.
Size nhỏ chắc là khoảng tầm 3-4 kg một con nè. Cho nên em lấy khoảng 400 kg nha anh em. 400-500 kg. Nói chung là châm lượng cá nó khoảng tầm 300 con cho anh em chơi nha anh em. Dưới hồ hiện tại vẫn đang còn có khoảng 100 con nha anh em. Em về một đợt là 100 con anh em, đợt đó là cho đem về hết. Mà đợt vừa rồi là em giới hạn lại thì cái lượng cá ngày ví dụ nó lên 3-4 con là bình thường nha anh em. Cái lượng cần nó không có nhiều, nhưng mà một ngày lượng cần nói chung ngày được chục cây anh em. Chục cây thì lên khoảng tầm 4 con. Anh em nào cũng có đen đem về nha anh em. Đó. Châm xả láng, châm tẹt ga cho anh em chơi luôn nha anh em. Rồi hy vọng là anh em ghé đó nó lên nó đớp luôn rồi anh em. Trời, đen thui thui thui. Quá đã anh em à. Hello anh Phạm Phú Cảm nha. Rồi anh em đam mê chấm đen, đam mê chép, đam mê phi bà thì cứ ghé hồ Ngọc Tâm nha anh ơi. Đó, hồ này hồ tạp nha anh em. Tạp cá nhỏ, chép phi với lại gì ta? À chủ yếu là chép phi anh em, có trôi, với lại trôi, ha, có chấm nữa nhưng mà đây ít hơn. Thì đây cá nhỏ để câu chủ yếu là cầu gạt nha anh em, 3 lạng nửa ký, ký 2 kg đầy đủ. Còn ở trên này là 2 kg đổ lên nha anh em, bên này 2 kg đổ lên, hàng lớn này bên chuyên cho anh em bắt. Dạ ok anh Ngọc Đông ơi. Hiện tại bây giờ anh thấy em phát cỏ sạch sẽ hết nha. Em phải phát cỏ sạch hết để cho anh em đỡ mũi cho anh em nè. À, có đêm có nhang mũi hết đầy đủ cho anh nha. Rồi cái giá combo để em cân đối lại suốt đêm cho anh em làm sao để anh em có cảm giác mà giá nó phù hợp hợp lý nha anh em. Cá thì em châm liên tục để làm sao cho anh em vô kiếm phải vô là phải có cảm giác nha. Hồ em bên Bình Chánh nha anh ơi, gõ Google Map Hồ Công Ngọc Tâm là ra nha anh Gia Phong ơi. Gõ Hồ Công Ngọc Tâm nha anh em. Đó. Cái giò cá anh Tài đâu rồi? Trời, đóng cái gì vậy trời? Mới thả trăm con đen đòi giật sóc hay gì đây nè trời? Tiết cái tình. Đó. Chán thịt canh giật sóc hay sao á? Hello anh Thành Long nha. À, bên em hồ câu Ngọc Tâm bên Bình Chánh nha anh em. Nay châm thêm 100 em đen cho anh em câu nha. Giá chỉ có 250 tiếng nha anh em. 250-4 tiếng nha anh em ơi. 250-4 tiếng là bên sân hàng này nha. Mình thả đen cho anh em bắt tẹt ra luôn. Hồ sạch sẽ thoải mái rộng rãi đây nha anh em. Đó. Thì rất là cảm ơn lời góp ý của anh em nha. Thì hồ sẽ hoàn thiện làm sạch sẽ hơn, dọn sạch sẽ hơn cho anh em nha. Đây. Đó, nước thì bữa nay là ok nha anh em nhá. Này đây phi. Đây chuyên phi nha anh em. Đây hồ này là hồ chuyên phi. Đó. Cái này là hồ chuyên phi cho anh em nè. Đây nè. Đó. Cái kia là mình mà bơm nước vô oxy 24/24 nha anh em. Bơm nước đó vô. Qua vô hồ phi lọc xong qua hồ chép lớn qua chép nhỏ. Rồi xong xả ra ngoài. Đó. Nước tuần hoàn cho anh em cá lúc nào cũng sạch sẽ cho anh em chơi nha anh em. Đây cá vô nữa nè anh em. Đó anh em cứ coi mình thả đếm nha. Mất công kêu toàn lừa bịp anh em chán thiệt. Mình thả cá làm ăn chân chính rồi anh em kêu lừa là chết luôn nha anh em. Đó mình cứ thả lần 5 con thôi kẹo để cá nó yếu nha anh em. Đó. Ô, anh Tài lên đây rồi cuối cùng lại tắt cái oxy này rồi. Bật ở giữa có hai cái oxy, hai ông canh hai cái oxy này chết rồi. Bật cái nào? Anh chuyển lỗ đúng không? Đó anh em.
Ui trời ơi, nó đen thui luôn anh em. Nói ý là em nói thế thôi, cứ đánh đi. Có ai đuổi đâu mà sợ. Không, em không đuổi đâu sợ. Đừng sợ, cứ câu đi. Không, em không đánh đâu, đừng sợ. Cứ câu đi. Đó anh em, hồ thì rộng rãi thoáng mát nha anh em. Đó, cá lên nè. Đây. Này là cẩu gạt, nói chung là size 3 lạng nửa ký, ký 2 ký nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, con này cỡ tầm nửa ký, hơn nửa ký. Hồ này là bao có cá nha anh em. Đó, bao có cá cho anh em luôn. Đó, này chầm chầm con anh em chiều vác hàng vô kiếm cảm giác nha anh em ơi.